Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021. Đối với người tuổi Ngọ thì về vận mệnh, tài lộc, tình duyên trong tháng này bị xáo trộn và gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đối với người tuổi Ngọ, trong tháng mới phải làm những điều gì để có một tháng tốt lành và hanh thông hơn? Thì sau đây, xin mời các quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Trong tháng này thì Ngọ gặp rất nhiều xáo trộn và khó khăn, nhưng bạn chớ nên chùn bước. Về theo tử vi trong tháng 5 về âm lịch thì đối với dương lịch là ngày mùng 10 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Về can chi là Kỷ Sửu, Mậu Ngọ và Giáp Ngọ. Về thiên can là Giáp Mộc, địa chi là Ngọ Hỏa, đặc trưng là Mộc sinh Hỏa vượng, thái tuế là Thiên Bình Hòa, địa tương sinh. Về xem tử vi trong tháng của 12 con giáp thì đối với Ngọ phải thể hiện sự lạc quan mạnh mẽ và trí tuệ của mình, chớ nên để sự yếu đuối hoặc buồn phiền suy tư khiến cho bản thân phải chùn bước và đánh mất đi những cơ hội đáng giá ở trong tương lai. Trong tháng có thương quan nó xuất hiện, nó dự báo cho con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn và khó tập trung trong công việc. Vì vậy mà bạn thậm chí muốn bỏ qua các công việc thường ngày và sử dụng thời gian một cách bừa bãi nhất có thể. Điều này có thể cho thấy bạn đã gặp phải những chướng ngại vật trong một số các dự án có liên quan đến chuyện học tập và công việc. Trong tháng có nguyệt lệnh Lâm Cung Tử, nó khiến cho bản mệnh có phần bi quan, không muốn chia sẻ với bất cứ ai về những khó khăn hoặc trở ngại mà bản thân đang phải đối mặt. Điều này từ những việc thiếu niềm tin vì bạn đã từng bị đâm sau lưng hay đã bị phản bội. Thực ra nếu bạn biết chọn người phù hợp để chia sẻ thì sẽ chẳng có gì đáng phải lo ngại, khi mà mọi thứ đều có thể tìm cách giải quyết nếu bạn tìm gặp đúng người. Ngoài ra thì trong tháng này bản mệnh đừng để chuyện tình cảm của mình bị lạc lối chỉ vì những sự hiểu lầm, hờn dỗi không đáng có. Và bạn cũng đừng vì buồn phiền mà đi mua sắm thả ga hay ăn uống thiếu kiểm soát như là cách để giải tỏa cảm xúc đấy nhé. Bản mệnh hãy tìm hiểu về tình hình bản thân và đối mặt để gắng chi tiêu một cách đề phòng dè dặt. Trong tháng có Bạch Hổ hung tinh, nó mang điểm báo tai họa, gây bất lợi về sức khỏe của bản mệnh. Ngoài ra thì những việc đi lại cũng cần phải thận trọng, kẻo gây tai nạn trong tháng này đó. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về xem tử vi về đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu. Về theo tử vi trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021 tuổi Ngọ về âm lịch thì có một số việc nó đòi hỏi sự thay đổi tuyệt đối. Do đó bạn nên phải có sự xem xét lại những việc làm trong quá khứ và lập kế hoạch để thiết thực cho tương lai. Còn với người tuổi Ngọ cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình. Đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Đừng để nảy sinh bất cứ sự xung đột nào giữa các hoạt động và công việc và các vấn đề khác. Và bạn hay bốc đồng không phải là phương pháp thông minh để giải quyết các vấn đề. Do đó bạn nên phải suy nghĩ những vấn đề thấu đáo hơn và khi gặp khó khăn hãy giữ yên lặng, chẳng ích gì. Hãy chủ động tìm kiếm lời khuyên từ mọi người xung quanh. Trong tháng có nguyệt lệnh Lâm Đất Tử, nó dự báo đời sống có thể đem đến sự xáo trộn. Nhưng bạn hãy yên tâm rằng
bạn sẽ sớm trở lại đúng con đường đúng đắn và có sự tập trung thích hợp vào công việc, nó sẽ đạt được kết quả tốt cho bạn. Trong tháng có hữu bật chủ về sự giúp đỡ, nó xuất hiện ở trong tháng, do đó vì sao may mắn sẽ hỗ trợ để bạn vượt qua những khó khăn và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Vì thế, đừng để những suy nghĩ bi quan nó nhấn chìm niềm tin và nghị lực của bạn trong tháng này nhé. Về thứ hai là xem tử vi về đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu. Theo tử vi ngày mới cho biết thì tài vận trong tháng mới của người tuổi ngọ không được như ý, do đó mà bản mệnh tốt hơn hết nên phải thận trọng trong việc kinh doanh, đầu tư và những tham vọng của bạn nên phải gác sang một bên để chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra đã có dấu hiệu bị mất tiền hoặc trộm cắp do là bản mệnh không chú ý nhà cửa, phải đóng chốt cẩn thận để đề phòng trộm cắp. Hơn thế nữa, khi đi ra đường thì nhất định chỉ nên mang theo chút tiền mặt mà thôi. Hãy cẩn trọng với những người mới quen vì bạn sẽ chẳng biết rõ họ là ai, do đó nên để tránh và lộ ra rằng bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để đề phòng tránh những việc nảy sinh lòng tham của họ. Với sự cứng nhắc lười biếng thì phải tìm hiểu những cơ hội đầu tư khiến cho bạn mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như là gia tăng tài sản của mình. Vì vậy bạn nên tìm cách học hỏi để gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu. Trong tháng này thì luôn luôn phải đề cao việc tiết kiệm tiền nhé. Hãy trân trọng từng đồng tiền bạc mà mình kiếm ra vì là nguồn thu trong tháng này rất khó có cơ hội gia tăng. Về thứ ba là xem tử vi về đường tình duyên của người tuổi ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021. Về xem tử vi trong tháng 5 của năm 2021 thì khi bước sang tháng mới, vận trình tình cảm của người tuổi ngọ có vẻ bị mờ nhạt vì đây không phải là điều mà bản mệnh thực sự quan tâm trong thời gian này. Thậm chí là có những lúc buồn bạn chỉ muốn được ở một mình, không ai hỏi han gì và khiến cho bạn khó chịu thêm mà thôi. Bạn cũng nên tìm cách để bản thân thoát khỏi những sự tiêu cực và thông qua những phương thức sáng tạo như là âm nhạc hay là nghệ thuật để chấp nhận và thể hiện cảm xúc của bản thân trước khi chia sẻ với mọi người xung quanh. Nếu giữa hai người mà xảy ra tranh cãi, thay vì đối đầu bản mệnh, thử đứng ở góc nhìn của đối phương xem sao. Hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và những lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận sao cho phù hợp. Có thể là sự lạnh lùng xa cách càng tăng lên giữa bản mệnh và nửa kia của mình khi mà mỗi người đang mải theo đuổi những mục tiêu khác. Trong cuộc sống, với những ai là người độc thân thì phải kiên nhẫn trong việc hẹn hò, tìm hiểu người khác giới, nhưng bạn vẫn chưa tìm được những người phù hợp đối với mình. Về thứ tư là xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021. Về theo tử vi trong tháng 5 2021 về âm lịch nhận thấy về vấn đề sức khỏe của con giáp tuổi ngọ đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Về theo phong thủy phi tinh thì có ngũ hoàng bay về hướng phương nam mà bản mệnh hãy lưu ý các bệnh có liên quan về mắt. Trong tháng thì có hỏa khí vượng khiến cho sức khỏe của người tuổi ngọ đang bị giảm sút, ăn uống không ngon miệng và thường xuyên bị nắng ở trong. Do đó bản mệnh nên ưu tiên các loại hoa quả có tính mát làm dịu cơ thể và hạn chế ăn đồ nóng như mít, vải nhãn vân vân. Về tính cách nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của người tuổi ngọ trong thời gian này cũng vì sức khỏe không được tốt, ở trong lòng luôn cảm giác như lửa đốt và bản mệnh nên phải thử dành thời gian nhiều hơn với thiên nhiên để thực hiện các bài tập như yoga hoặc là thiền định. Về thứ năm là về cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi ngọ trong tháng 5 của năm Tân Sửu 2021. Trong tháng 5 này thì về hướng tốt là hướng đông và hướng đông bắc, về hướng xấu là hướng tây nam và hướng tây bắc. Với những ngày cát là ngày 18 tháng 6, ngày 19 tháng 6, ngày 7 tháng 7, ngày 8 tháng 7. Về ngày hung là ngày 16 tháng 6, ngày 17 tháng 6, ngày 5 tháng 7 và ngày 6 tháng 7.
Về thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nam thì thái dương mà nữ thì thổ tú. Về khẩu quyết là bạn phải bao dung, chớ để những chuyện bé nó xé ra to, làm hỏng các kế hoạch trong tương lai của bạn. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Thìn và người tuổi Tý. Người tiểu nhân là người tuổi Dần và người tuổi Tỵ. Và những màu sắc may mắn là màu nâu và màu xanh lá. Về thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nam thì thổ tú mà nữ là vân hớn. Với những khẩu quyết là hãy kiên nhẫn hỏi han, tìm hiểu những thông tin để hiểu rõ các vấn đề hơn trong cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Mùi và người tuổi Thân. Với những người tiểu nhân là người tuổi Thìn và người tuổi Mão. Và những màu sắc may mắn trong tháng đó là màu đỏ và màu nâu. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nam là Thái Âm mà nữ là Thái Bạch. Về những khẩu quyết cho bạn là đừng để tâm tới những tuổi tác, hãy luôn luôn giữ tinh thần tươi trẻ và thoải mái hơn. Quý nhân phù trợ cho bạn trong tháng là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Còn người tiểu nhân là người tuổi Dậu và người tuổi Dần. Màu sắc may mắn ở trong tháng đó là màu vàng và màu tím. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nam thì Thái Dương mà nữ thì Thổ Tú. Với những khẩu quyết là chớ nên khó tính với những người ngoài, nhưng phải nghiêm khắc với bản thân mình nhiều hơn trong tháng này. Còn quý nhân phù trợ cho bạn trong tháng là người tuổi Tý và người tuổi Hợi. Người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Với những màu sắc may mắn trong tháng đó là màu hồng và màu cam. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nam là Thổ Tú mà nữ là Vân Hán. Còn về khẩu quyết là bạn đừng quá mơ mộng khi mà thực tế mà bạn đang phải đối mặt với nhiều các vấn đề khó khăn, nên bạn cần phải tỉnh táo hơn trong cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ cho bạn trong tháng là người tuổi Tỵ và người tuổi Mão. Còn người tiểu nhân là người tuổi Dần và người tuổi Thìn. Với những màu sắc may mắn cho bạn trong tháng là màu xám và màu đỏ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.